cũng có chữ huy, cái chữ th à, chấm 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 chấm. Ngoại thế thà, hay ngoại đồ quý như sao? Trời. Được, em cứ ngoan, em phải ngoan, em đi cho. Em xin bao nhiêu? Nhìn em xinh gái nhỉ? Đúng là gái Bắc Giang xinh gái thế. Thật, chấn tảng. Anh thật. Sao lại gần đều, em xinh gái mà, nhìn xinh gái thật. Anh nói thật mà. Thế em có gia đình chưa? Chưa. May quá, anh cũng chưa có gia đình. Anh đã là một gia đình đâu. À đấy á, đấy là cháu. Cháu. Đây là cháu của anh. Ủa, thế bây giờ mình làm thế nào để mới tin nhỉ? Rồi ok em ơi, đi rửa đi nhá. Xong rồi khi nào ăn quạt này nhá. Đừng cấy này đi cũng vậy. Thôi bây giờ ăn sáng đi. Thôi không, cái chỗ đấy không cắt. Cắt một phát hết chỗ này đi này. Vì cái này nó cũng cứ cúng nữa. Em ăn sáng với anh nhá. Ui trời ơi. Giờ mới đang ăn sáng ủi. Này, muốn biết mì tôm này. Khổ đấy em ạ. Đây bên Tây đây. Bên Tây của bạn anh này. Quay đi anh, mì tôm không quay mà quay đâu. Mì tôm ấy. Ở anh mì tôm mà ăn là vô gạo không ăn. Ngon không biết được. Em nghỉ thôi chưa? Được, được. Em nghỉ thôi chưa?